Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Sao Paulo với Palmeiras 6 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2022, vô địch quốc gia Brazil. Palmeiras đang thể hiện phong độ hủy diệt trong hơn một tháng trở lại đây. Cần biết, thắng lợi 4-2 trước Atletico Go cách đây ít ngày đã là lần thứ 9 Palmeiras được ca khúc khải hoàn sau 10 trận gần nhất trên mạng đấu trường. Tính rộng ra, Palmeiras đã không biết mùi thất bại 18 trận liên tiếp, trong đó bao gồm tới 14 chiến thắng. Đặc biệt ở 3 trận gần nhất, Palmeiras đã có tới 10 lần phá lưới đối phương. Với hàng công đang vào form, Palmeiras tự tin hướng đến 3 điểm trọn vẹn ở chuyến làm khách của Sao Paulo trong khuôn khổ vòng 13 giải vô địch quốc gia Brazil. Trái ngược với sự thăng hoa của Palmeiras, Sao Paulo đang không có phong độ tốt. Cách đây ít ngày, Sao Paulo đã bất ngờ phơi áo trên sân của Botafogo, đội bóng trong nhóm cầm đèn đỏ. Thất bại với tỷ số tối thiểu 1-0 trước Botafogo đã là lần thứ tư Sao Paulo không thắng sau 5 vòng đấu gần nhất. Mặc dù vậy, có thể phần nào cảm thông cho Sao Paulo bởi 3 trên 4 lần sẩy chân của Sao Paulo đều diễn ra trên sân khách. Trên thực tế, Sao Paulo đang là một trong 3 đội bóng chưa từng thua trên sân nhà tại giải vô địch quốc gia Brazil mùa này. Trước cuộc tiếp đón Palmeiras, Sao Paulo thậm chí đã bất bại 14 trận liên tiếp tại tổ ấm Morumbi, trong đó bao gồm tới 13 chiến thắng. Mặc dù Palmeiras là một đối thủ rất sừng sỏ, thế nhưng Sao Paulo với điểm tựa sân nhà hoàn toàn đủ khả năng giành điểm. Niềm tin dành cho Sao Paulo càng được củng cố bởi họ không hề nếp vế hơn Palmeiras ở thành tích đối đầu. Cụ thể, sau 10 cuộc chạm trán gần nhất, Sao Paulo thắng 4, hòa 3 và chỉ thua Palmeiras 3 trận. Xét riêng thành tích sân nhà, Sao Paulo đã chỉ thua 1 trên 8 lần gần nhất tiếp đón Palmeiras. Tuy nhiên, với phong độ hủy diệt như hiện tại, kèo châu Á Palmeiras chấp 0.25, anh em nên cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, Palmeiras chấp 0.25 full time. Ở thời điểm hiện tại, phong độ của Sao Paulo rõ ràng chưa bằng một góc của Palmeiras. Nhưng bù lại, Sao Paulo có lợi thế sân nhà, nơi họ đang sở hữu chuỗi 14 trận bất bại liên tiếp. Cộng với thành tích đối đầu Palmeiras trên sân nhà khá ổn, tin rằng Sao Paulo sẽ có điểm. 5 trên 8 màn đọ sức gần nhất giữa hai đội tại Morumbi đã khép lại với kết quả hòa. Tuy nhiên, phong độ hiện tại là mấu chốt để các cầu thủ có thể chơi tốt nhất khả năng của mình. Với kèo châu Âu, anh em cũng nên chọn đội khách. Chốt kèo châu Âu, Palmeiras thắng. Trong 7 lần ra sân gần nhất, Sao Paulo có 7 pha lập công và chỉ có đúng một lần ghi được nhiều hơn một bàn trận. Bên phía đối diện, dù đang là đội bóng có hàng công khủng nhất giải với 23 lần phá lưới đối phương sau 12 vòng đấu, tuy nhiên Palmeiras chỉ thực sự đáng sợ khi được chơi trên sân nhà. Trong 5 cuộc viễn chinh ở giải vô địch quốc gia Brazil, đoàn quân của huấn luyện viên Abel Ferreira ghi được 7 bàn thắng và chỉ để lật lưới đúng một bàn thua. Trong bối cảnh Sao Paulo không có phong độ tốt còn Palmeiras thường thi đấu cẩn trọng trên sân khách, khả năng cao trận đấu sẽ diễn ra chặt chẽ và khan hiếm bàn thắng. 6 trên 7 trận gần nhất của Sao Paulo khép lại với tối đa 2 lần lưới rung. 4 trên 5 trận sân khách ở giải vô địch quốc gia Brazil mùa này của Palmeiras không quá 2 bàn trận. 14 trong 15 màn so tài gần nhất giữa hai đội tại Morumbi cũng có kết cục tương tự. Tuy nhiên, nếu một trong hai đội có bàn thắng dẫn trước sớm thì khả năng trận đấu sẽ cực kỳ hấp dẫn. Với kèo tài xỉu 2.25, anh em nên cân nhắc cửa tài. Trước kèo tài xỉu 2.25 chọn tài full time. Chốt kèo, kèo châu Á, Palmeiras chấp 0.25 full time. Kèo châu Âu, Palmeiras thắng. Kèo tài xỉu, 2.25 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số, Sao Paulo 1 Palmeiras 2. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.